Việt Linh xin kính chào quý khán thính giả. Xin chào mừng quý vị đến với chương trình tin tức chào buổi sáng của hệ thống truyền hình Việt Nam. Hôm nay là ngày thứ ba, ngày 9 tây tháng 5 năm 2023. Trong chương trình tin tức hôm nay, Việt Linh có một bản tin và một bài bình luận xin gửi đến quý vị thính giả. Chúng ta bắt đầu với bản tin vui, tích cực đến với tất cả người dân Mỹ. Đó là Tổng thống Biden muốn các hãng hàng không phải trả tiền cho hành khách bị hủy chuyến bay và chậm trễ. Kính thưa quý vị, chính quyền Biden đang đề xuất một quy định mới yêu cầu các hãng hàng không phải bồi thường cho hành khách vì việc hủy chuyến bay bởi quyết định của các hãng hàng không hoặc là chậm trễ chuyến bay. Quy định mới với những chi tiết rằng cùng với việc bồi thường chi phí vé thì các hãng hàng không cũng phải bồi thường cho các chi phí phát sinh khác, bao gồm vấn đề khách sạn, ăn uống và chi phí đặt lại chuyến bay khác. Bộ trưởng Giao thông Vận tải Bit Buttigieg cho biết rằng khi một hãng hàng không hủy hoặc hoãn chuyến bay, thì hành khách không nên thanh toán hóa đơn. Tổng thống Biden và Bộ trưởng Buttigieg sẽ tổ chức một sự kiện tại Tòa Bạch Ốc vào thứ Hai, để công bố đề xuất quy tắc mới cùng với bản dịch vụ khách hàng của hãng hàng không cần phải cung cấp bồi thường bằng tiền mặt, cung cấp tín dụng du lịch hoặc phiếu mua hàng hoặc là trao giải thưởng cho khách hàng tính theo khoảng đường bay và trang trải các chi phí cho các tiện nghi khác. Ý tưởng này được đưa ra sau sự kiện mà hủy chuyến bay vào mùa đông vừa rồi của Southwest Airlines đã khiến cho hàng ngàn hành khách bị mắc kẹt trên khắp đất nước và gần 17.000 chuyến bay đã bị hủy và hãng hàng không đang bị điều tra để xác định liệu họ có lên lịch nhiều chuyến bay hơn mức có thể giải quyết hay không. Bộ trưởng Giao thông Bùa đã nói rằng quy tắc này sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ đề xuất yêu cầu các hãng hàng không phải bồi thường cho hành khách tuy nhiên một số tập đoàn thương mại công nghiệp airlines for america lập luận rằng nhiều lần việc hủy chuyến nó nằm ngoài tầm kiểm soát của các hãng hàng không với lập luận rằng các hãng hàng không hoa kỳ không có động cơ trì hoãn hoặc hủy chuyến bay và làm mọi thứ trong tầm kiểm soát của họ để bảo đảm các chuyến bay khởi hành và đến đúng giờ và an toàn luôn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi nhưng mà nếu quy tắc này trở thành luật thì các hành khách bị hủy chuyến bay sẽ cảm thấy an tâm hơn khi sẽ được bồi thường bằng nhiều cách và đồng thời khiến cho các hãng hàng không làm việc có trách nhiệm hơn. Và chúng ta bắt đầu với bài bình luận hôm nay kính thưa quý vị. Với danh đề mối đe dọa của sự đổ vỡ dân sự bởi maga là có thật. kính thưa quý vị, các quan chức an ninh quốc gia họ vẫn chưa chuẩn bị cho một cuộc nổi dậy của nhóm dân túy cực đoan ma gà của đất nước này. Bản cáo trạng của luật sư quận Manhattan đối với cựu tổng thống Donald Trump về 34 trọng tội khi mà xảy ra thì nó vẫn chưa dẫn đến những cái chết và sự hủy diệt mà Donald Trump đã từng cảnh báo trước khi cáo trạng được đưa ra các cuộc biểu tình gần tòa án mặc dù nó ồn ào nó sôi nổi với một số người nhưng mà nó không có bạo lực và về cơ bản thì nó mang tính trình diễn của một nhóm người ô hợp lớn hồng và não trạng bị hư hỏng nặng dân biểu cực đoan hung hăng nhất của hạ viện marjorie taylor green người đã dùng loa để khuyến khích những người biểu tình cực hữu bà này đã phải rời hiện trường sau 5 phút chiếu lệ vì bị đám đông phản đối la ó. Trong nhiều bài bình luận trước đây thưa quý vị, tôi đã từng nhiều lần đề cập đến những từ như là nội chiến hay là nhẹ hơn một chút là đổ vỡ dân sự có thể xảy ra. Là những điều dường như là một khả năng có thật hiện nay. Và nó không còn bị xem là những ý tưởng tiêu cực bi quan. Bởi vì nó đã từng xảy ra trong cuộc tổng tuyển cử năm 2020 và nó vẫn có thể xảy ra vào thời điểm trước, trong và sau cuộc tổng tuyển cử năm 2024, đó là điều chắc chắn. Tuy nhiên, một cuộc nội chiến toàn diện nó không phải là mối nguy hiểm duy nhất. Những người Mỹ cực hữu rất khó có thể liên kết thành một lực lượng gắn kết đủ lớn để có thể gây chiến nhưng mà một đội quân dù không thực sự đủ lớn đủ mạnh vẫn có thể tàn phá âm ỉ gây bất ổn cho đất nước này trong một môi trường bị phân cực sâu sắc các nhóm bất ổn vũ trang nhỏ họ có thể dễ dàng châm ngòi và lan rộng tình trạng hỗn loạn tại nhiều tiểu bang và phản ứng cường điệu của các nhân vật chính trị cực hữu của đảng cộng hòa và các nhà bình luận truyền thông cánh hữu đối với cáo trạng của trump đã báo hiệu rằng họ chắc chắn không tin rằng sự ủng hộ điên cuồng bất chấp từ phong trào maga trong số các cử tri đã tan vỡ biến mất mà họ tin rằng nó vẫn còn tồn tại và vẫn đang phát triển khi mà cuộc bầu cử năm 2024 đến gần, thì mối đe dọa bạo lực chính trị và đổ vỡ dân sự ngày càng gia tăng. Và bất chấp tất cả những gì mà các quan chức thực thi pháp luật và an ninh quốc gia Hoa Kỳ đã biết được kể từ ngày 6 tây tháng 1, thì dường như đất nước này xem ra vẫn chưa sẵn sàng cho một cuộc nổi dậy lớn hơn. Một số câu hỏi gây khó chịu đã được đặt ra rằng có bao nhiêu người mỹ theo khuynh hướng trung hữu tin rằng bạo lực sẽ là cần thiết để đẩy lùi mối đe dọa về chủng tộc hoặc văn hóa những người nuôi dưỡng niềm tin đó có thực sự có ý định cầm vũ khí hay không nếu có thì họ sẽ dựa vào lý do nào để biện minh cho bạo lực và vì điều gì thưa quý vị các quan chức chống khủng bố cấp cao của hoa kỳ đánh giá rằng nguy cơ xảy ra rối loạn dân sự là rất lớn khi đi dạo trong khu phố có lẽ quý vị cũng thấy các sân vườn ít cỏ hơn nhiều cây bản địa hơn sân vườn quý vị trông thế nào quý vị sẵn sàng thay sân cỏ cần nhiều nước bằng cảnh quan đẹp hiện đại và tiết kiệm nước chưa nếu quý vị cư ngụ ở quận santa clara các chương trình hoàn tiền khuyến mãi của Vali Quarter có thể giúp trả chi phí nâng cấp. Truy cập qua quartersavings.org ngay hôm nay để kiến tạo sân vườn của quý vị. Không thể phủ nhận rằng, những bản án trừng phạt những kẻ đã tham gia vào cuộc nổi loạn ngày 6 tháng 1 đã có phần nào tác dụng răng đe đối với những người vừa manh nha trong đầu những ý tưởng tham gia vào bạo lực theo niềm tin của họ khi mà có một phong trào nào đó nổ ra nhưng mà sự phân cực chính trị thì không hề giảm đi chút nào và chính vì sự phân cực chính trị nó đã cản trở khả năng của chính phủ liên bang trong việc chống lại chủ nghĩa cực đoan trong nước với thuật ngữ khủng bố trong nước thì dù nó có phù hợp đến đâu nó cũng độc hại về mặt chính trị đối với hầu hết các đảng viên cộng hòa trong quốc hội khi mà chính những nhà lập pháp cộng hòa luôn ủng hộ bạo lực ủng hộ những kẻ gây ra bạo lực đang ngồi sau song sắt và những kẻ còn đang tự do kết quả là chiến lược liên bang để chống lại chủ nghĩa cực đoan trong nước nó xuất hiện từng phần rời rạc và kém tích hợp với nhau không có cơ quan đơn lẻ nào thực sự chịu trách nhiệm hoàn toàn và phần lớn thẩm quyền tài phán nó lại nằm trong tay các công tố viên. Được bầu tại các địa phương, các tiểu bang khiến họ thực sự rất là miễn cưỡng, dẫm lên chân những người đã đưa họ vào ngồi vào trong văn phòng này. Chính vì thế, cho nên kết quả nó sẽ không hoàn toàn như ý muốn. Và không giống như là Vương quốc Anh. Chẳng hạn, thưa quý vị, Hoa Kỳ không có một cơ quan chính phủ toàn quốc nào được ủy quyền và toàn quyền được trang bị để chống lại quá trình cực đoan hóa trong đất nước trung tâm chống khủng bố quốc gia gọi tắt là nctc sẽ là nơi triệu tập hợp lý và điều phối viên của các cơ quan thực thi pháp luật liên bang chịu trách nhiệm thực hiện nhiều nhiệm vụ chống khủng bố nhưng mà ngay cả cơ quan nctc đi nữa và bộ an ninh nội địa đi nữa họ đều không có quyền truy cập đầy đủ vào các thông tin của fbi theo mặc định thì điều này nói với fbi với tất cả những hạn chế sự tiếp cận từ các cơ quan khác thì fbi đã trở thành cơ quan dẫn đầu về mặt phân tích trong việc đưa ra thông tin tình báo chiến lược về chủ nghĩa khủng bố trong nước cho chính phủ hoa kỳ cơ quan nctc không có nhiệm vụ chống khủng bố trong nước và cũng không được phép tiếp cận những thông tin tình báo quan trọng về các mối đe dọa khủng bố trong nước trừ khi có một lệnh đặc biệt liên kết xuyên quốc gia từ vị tổng tư lệnh trong trường hợp khủng hoảng quan trọng trong nước xảy ra và trong bối cảnh hiện nay thì đây là một hạn chế đáng kể bất chấp sự hội tụ xuyên quốc gia của các chương trình nghị sự bảo thủ hiếu chiến thì cho đến ngày hôm nay vẫn có rất ít những sự tương tác thực tế giữa các nhà hoạt động trên khắp đất nước. Lực lượng dân quân cực hữu của Mỹ đặt ra mối đe dọa lớn nhất và họ chủ yếu được xây dựng từ dưới lên bởi những động lực thực tế và rất trần tục thưa quý vị. Chẳng hạn như khi các nhà hoạt động chống vaccine họ đã tự động trở thành những nhà hoạt động chống chính phủ khi nào không hay dường như không có mối liên hệ chặt chẽ nào giữa những người manh nha trong đầu những ý tưởng bạo loạn chống chính phủ và các tổ chức nước ngoài có tương tác với nhau ngoại trừ giữa các nhóm theo chủ nghĩa tối cao da trắng và thậm chí điều đó nếu xảy ra thì chủ yếu là chỉ thông qua hình thức trực tuyến thông qua các cơ chế tuyên truyền như Telegram Messenger hay là Facebook hay là Twitter. Và thật hiếm khi mà tìm thấy kiểu phối hợp hoạt động có thể hành động đối với các cơ quan thực thi pháp luật liên bang. Sự phối hợp giữa các cơ quan liên bang chịu trách nhiệm chống khủng bố với các đối tác cấp tiểu bang và địa phương đang là một vấn đề rất nghiêm trọng. Chính quyền liên bang không có nhiệm vụ bắt buộc chính quyền tiểu bang và địa phương phải báo cáo với chính quyền liên bang chính vì vậy mà các cơ quan liên bang phải chủ động thu hút sự hợp tác của họ nhưng mà các cơ quan ngoài liên bang thường ít quan tâm đến công việc này đó là bởi vì họ thường nhận thức về các mối đe dọa thấp hơn nhiều với cách hiểu pháp lý gây tranh cãi hoặc là quan niệm tiêu cực về vai trò của chính phủ và họ không nhiệt tình hợp tác với các cơ quan liên bang ngay cả khi có yêu cầu ví dụ thưa quý vị các quan chức thực thi pháp luật của một quận tại một tiểu bang họ có thể không coi một người có sở hữu súng lớn tiếng chống chính phủ liên bang là một mối nguy hiểm mà họ chỉ đánh giá đó là một sự khác biệt về ý thức hệ và một nhận thức tệ hơn thế nữa đó là các quan chức tiểu bang thờ ơ cho rằng những người sở hữu súng đó họ bất đồng chống đối chính phủ liên bang chứ đâu có chống chính phủ tiểu bang nơi mà họ đang sinh sống như vậy nói chung hầu hết các quan chức thực thi pháp luật của các tiểu bang họ thường thờ ơ với những bất bình về ý thức hệ hơn nữa trong khi các cơ quan tình báo hoa kỳ có những khả năng cần thiết để lập bản đồ các nhóm cực hữu ở nước ngoài nhưng mà vì những lý do họp hiến chính đáng vì hiến pháp ràng buộc họ lại không thể tự do áp dụng những khả năng đó ở ngay trong nội địa và chính những lỗ hổng trong hiến pháp và trong các thỏa thuận chống khủng bố trong nước đã tạo điều kiện cho chủ nghĩa bảo thủ cực đoan tiếp tục phát triển mạnh các nhóm dân quân hoa kỳ dường như không được kết nối mạnh mẽ và đồng nhất. Mạnh ai đấy làm? Mạnh tổ chức nào có những chủ trương khác nhau? Tuy nhiên, sẽ là thiếu thận trọng khi mà chúng ta cho rằng phong trào MAGA vẫn chỉ là một cuộc nổi dậy mới bắt đầu. Bởi vì sự bất bình của nó đã và đang được chia sẻ rất rộng rãi khắp cả nước những hạn chế của cơ quan thực thi pháp luật đã cho thấy rằng yếu tố then chốt trong việc ngăn chặn đổ vỡ dân sự không phải là quyền lực nhà nước mà là động lực chính trị kính thưa quý vị phong trào maga nó đang ngày càng lớn mạnh và nó được nhìn nhận như là có một sự liên kết ngầm giữa đảng cộng hòa là một đảng chính trị lớn của đất nước với người lãnh đạo đảng cộng hòa khi mà chỉ qua màn ảnh truyền hình trên internet người mỹ dường như đã quen dần với hình ảnh của một donald trump hay các nhà lập pháp đảng cộng hòa đội trên đầu những chiếc nón màu đỏ với chữ maga trên đó vậy thì maga là gì chính là đảng cộng hòa không sai đâu quý vị và lời kết cho bài bình luận hôm nay kính thưa quý vị những đảng viên cộng hòa cực đoan cuối cùng cũng có thể trở nên liều lĩnh và họ có thể tiến hành một cuộc cách mạng dân sự. Họ chỉ cần Trump lên tiếng kêu gọi, ngay tức khắc sẽ có nhiều nhóm thành viên MAGA khác nhau, hưởng ứng và tạo thành một đám đông. Dù ô hợp, dù không có quy luật, dù không được huấn luyện, không có kỹ cương như là trong quân đội, nhưng mà với đủ loại vũ khí lớn nhỏ trong tay thì họ vẫn là những con người đáng sợ với các xu hướng cực đoan gần đây việc bác bỏ một chủ nghĩa trump có thể làm giảm phong trào maga trong thời điểm hiện tại nhưng mà nếu trường hợp ứng cử viên của đảng cộng hòa thua sát nút trong cuộc tổng tuyển cử nếu ứng cử viên tuyên bố mình là người chiến thắng và kêu gọi tập hợp các nhóm địa phương có xu hướng phản kháng bạo lực, thì chính lúc đó có thể đã quá muộn để giảm căng thẳng một cách có trật tự từ các lực lượng an ninh tiểu bang và liên bang. Trong tình hình hiện tại thưa quý vị, có lẽ không ai có thể xem thường mối đe dọa về sự đổ vỡ dân sự bởi vì đây là những diễn biến có thật. Việt Linh Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý khán thính giả và xin kính chúc tất cả quý vị một ngày hạnh phúc bình an. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai. Xin kính chào.